Bộ sưu tập tem áo khoác Kiana Kaslana chủ đề lữ khách lạc đường, còn có cả Artbook Void 2, The Moon Origin and Finality và mô hình scale Duranda Stellar Promise. Mọi người có thể dễ dàng tìm thấy những sản phẩm này tại Honkai Impact 3 Việt Nam Shop. Mình sẽ để đường link dưới phần mô tả của video cho mọi người nhé. Xin chào Chelsea, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình là Ren và cảm ơn các bạn đã quay trở lại với channel của mình thêm một lần nữa. Ôi dồi ôi, và lâu lắm rồi thì chúng ta mới quay trở lại với một video show nick. Ok, và lần này thì chúng ta sẽ cùng nhau review nick của bạn có nickname là Kimochi Yamete. Yamete kudasai. Ông nào mà đang ở gần phụ huynh thì cho bé thôi nhé. Ok, bạn này thì đã lên tàu được 425 ngày rồi. Lần đầu tiên đăng nhập là vào ngày 20 tháng 7 năm 2022. 425 ngày chơi game được bao nhiêu? 365 ngày là chơi được 1 năm ấy hả? Ok. Ủa, phúc lợi phiếu khảo sát này. À ừ, đúng rồi, bây giờ thì đang là những ngày cuối cùng của phiên bản 6.9. Và thứ 5 tuần này thôi. À đâu, hôm nay là chủ nhật. Thứ 5 tuần này là thứ 5 tuần sau là chúng ta sẽ cập nhật lên phiên bản 7.0 rồi mọi người ạ. Và chúng ta sẽ có spending này, xong rồi sẽ có cả anniversary và có thêm rất là nhiều thứ nữa. Đó. Và từ từ mình tắt mạng nữa. Đang sống nick mà cứ tinh tinh tút tút cái gì không biết nữa. Đừng có nhắn tin nữa, mệt mỏi. Ok, và mọi người có đến phiên bản 7.0, mọi người có nhờ mình roll hộ Luna hay là muốn livestream Luna thì có thể comment và cái gì nhỉ? Hãy liên lạc vào đường link Facebook giúp mình nhé. Hiện tại thì tới tận bây giờ thì mình vẫn chưa nhận một mình có nhận một nick rồi, với lại cái nick của mình nữa, vậy là đang có 2 slot rồi. Mới chỉ có 2 slot thôi, và tính xem từ giờ đến hôm đấy sẽ là có bao nhiêu người nhờ roll nữa, để chúng ta sẽ cần mở một cái cuộc, gọi là một cuộc gacha để chào mừng. Cái đấy thì chúng ta sẽ chào mừng luôn kỷ niệm 6 năm Honkai Impact 3 mọi người ạ. Chắc là hôm đấy thì chúng ta sẽ có cái gì đấy nó vui vui không ta? Nhưng hôm đấy thì là ngày... hôm đấy là 26 luôn hả? Ôi trời, tôi chết rồi, 26 là mình kết thúc môn. Trời ơi, kết thúc học phần. Thấy bà nội luôn, không vui nhỉ. Ok. Nói chung là mọi người có nhu cầu nhờ mình roll hộ thì hãy liên lạc vào đường link Facebook mình để dưới phần mô tả của video ấy. Ok. Và... 19.731 pha lê rồi. Đây, bạn ấy đẩy được rất là nhiều crit. Và không biết là đến phiên bản 7.0 là bạn ấy sẽ định roll cái gì. Nick của bạn này thì đang có 65 crypto. Bạn nạp, không có nạp luôn. Vậy là 420 mấy ngày vừa qua là bạn ấy không có nạp. Nông dân, cái quốc chính hiệu. Ok, và đúng rồi, cũng nhân tiện cái video này thì mình muốn thông báo đến tất cả mọi người một cái thông tin vô cùng là tuyệt vời, đó chính là ở phiên bản 7.1 thì chúng ta sẽ được free hơi chờ xem tiền nhá. Free hơi chờ xem tiền, xem ti chan đấy mọi người, mọi người không nghe nhầm đâu. Vậy là những bạn nào mà chưa có hơi chờ xem tiền hay là chưa có cả hơi chờ rebirth thì wow, đến phiên bản 7.1 là sướng rồi. Bởi vì công nhận là hơi chờ xem tiền bây giờ nó không có banner tiếp tế nữa, bây giờ nó vào gia viên mất rồi. Cho nên là nó sẽ không mở cái banner tiếp tế mở rộng với lại banner tiếp tế tiến cấp nữa. Mà bây giờ thì phiên bản 7.1 thì mọi người lại được free. Cho nên là bạn nào mà đang có ý định là chơi lại game ở phiên bản 7.0, 7.1 thì chơi lại ngay nhá, thật sự. Công nhận dạo này nhiều rất là ưu ái luôn mọi người. Riêng cái quà trở về thôi là chúng ta đã được free rất là nhiều nhân vật từ hơi chờ Flame Chain này, xong free cả Little Thường này, xong bây giờ đến phiên 7.1 chúng ta còn free thêm cả hơi chờ xem tiền luôn. Free rất là nhiều nhân vật, cho nên là ôi xô, chơi lại game đấy các bạn, tải lại game ngay. Hơn nữa thì phiên 7.1 thì chúng ta còn đổi giao diện các thứ nữa. Uầy, thật sự mình rất là thích cái giao diện đấy mọi người, trông nó kiểu sang vãi. Ai chê thì đánh nó. Đẹp, đẹp mà. Tại sao có nhiều bạn lại không đồng ý nhở? Nó thì nó không thay đổi quá là nhiều đâu, nhưng mà mình thấy nó cũng khá là ok và cũng được, đâu có nỗi là chê đâu. Được, đẹp mà mọi người. Nhưng mà nói chung là ở video ngày hôm nay thì mình muốn thông báo đến tất cả mọi người, đó chính là chúng ta chuẩn bị được free hơi chờ xem tiền rồi. Và nếu như nick của mình đang ở có hơi chờ xem tiền rank SS0 thì chuẩn bị lên SS1 thôi. Úi dồi ôi, roll thêm cây trấn mới với lại full set với thành mới. Úi dồi ôi, nó cứ phải gọi là nhức cái nách luôn. Tuyệt vời. Ok, còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với nick của bạn này. Vừa nãy thì mình có Ron Sir, mình có sâu Sirin rồi, nhưng mà Sirin thì bạn ấy không có. Và đây là Kira thì bạn ấy đang cầm tạm cây Echo Paradise và Topatigenia và thêm mít gì đây trời, Midana hả? Ok, thì Sugari Stapper, đúng không? Sigure.
Prometheus tấn công 1.143 Pandora Box và bạn ấy đang lắp Prometheus, ok, full gear rồi. Đây thì là Varga đầu tiên của bạn ấy full, Kira chưa full thì chắc chắn là team băng của bạn ấy sẽ hơi đuối rồi. Tiếp theo thì là Dreamweaver cũng chưa có, nick của bạn này thì không có nạp đâu. Bạn ấy mới chơi được có 400 mấy ngày và chủ yếu là nông dân, cho nên là có cái gì thì dùng cái đấy, mình cũng không có yêu cầu cao. Và bạn ấy thì có con bé Susanna tấn công 1.300 tròn, có cây chấn level 50 và phun xạ Aladdin. Nick của bạn ấy thì đang ở level 80, bạn ấy chưa có đột phá siêu hạn. 400 mấy ngày thì đúng là chưa nên đột phá siêu hạn đâu. Susanna một Valkyra DPS tụt máu. Đấy, full gear luôn. Ờ đúng rồi, xong phiên bản 7.1 thì cái set Slug Home ấy, cái set support cho Susanna nó cũng vào thành set G3 rồi mọi người. Cho nên bạn nào mà chưa có đồ, chưa có Aladdin để lắp cho hơi chiều xen tiền hoặc là hơi chiều rebirth để support cho Susanna ấy, thì mọi người có thể cày cái set G3 set Slug Home đấy nhá, nó rất là thơm ấy. Mọi người có thể lắp top Susanna tăng ca với lại mid boss set Slug Home nha. Còn là bạn nào có mid boss Aladdin mà nó có hai set thì càng ngon. Đấy, vậy là sắp tới thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cách sắp team. Riêng cái team vật lý phải gọi là quá nhiều cách luôn, mọi người hoa mắt luôn. Bây giờ mọi người phải gọi là ui, mọi người thích lắp kiểu gì cũng chơi được luôn. Mọi người cầm Susanna làm DPS cũng được, mọi người cầm con Grisel mới cũng làm DPS cũng được luôn. Ui, kiểu team vật lý mãi đỉnh, team vật lý, team tụt máu, team phá khiên. Không còn gì để bàn cãi về một cái team đấy. Mình cứ tưởng nó sẽ là team nó, con Susanna, à nhầm, Grisel mới thì sẽ là gây sát thương băng cơ, nhưng mà không, trời ơi, nó vẫn là vật lý nha, vẫn là vật lý luôn. Không hiểu. Thế thì khả năng cao là 7.2 hoặc là 7.3 là chúng ta sẽ có Valkyra băng. Nhưng mà băng thì mình nghĩ là khả năng cao thì sẽ là DPS đấy, chứ support thì nhiều quá rồi, thật sự quá nhiều support rồi, ra DPS bớt đi để mình còn skip. Thật chứ, Luna nó là DPS cho nên là mình mới skip. Còn Grisel là support thì mình sẽ chắc chắn là không skip đâu, bởi vì nghèo mà, ai không nghèo, ai well thì roll hết, còn mình thì ví tiền có hạn cho nên là phải cân nhắc trước khi roll bất kỳ một Valkyra nào. Các bạn cũng thế đúng không? Đúng, các bạn cũng giống mình thôi. Đây là Lý Tố Thường có cái chấn, và đây Lý Tố Thường thì phiên bản 7.1 thì chúng phiên bản 7.0 tức là 26 thôi là chúng ta sẽ được free rồi. Bà đấy thì không có gear, không có có một cái chấn. Chị Nam Grisel, đây Grisel rank SS0, Elysia Acha chấn, Top Susanna tăng ca và mid boss Kazene. Grisel bạn ấy cũng có mua bộ skin có tên là mùa hè như tranh này. Đây chính là Grisel nhỏ. Sắp tới thì chúng ta sẽ có thêm một cái avatar bên cạnh này nữa, đó chính là Grisel lớn. Grisel nhỏ hay Grisel lớn thì đều xinh đẹp, rất là đẹp. Mình thật sự rất là ưng con bé Grisel nhá. Không hiểu sao cầm quả kiếm laser Honkai Star Wars, Úi xổ ôi, nó phải gọi là mèo. Eden Petro Paradise và Fullset Hender. Aponia, ok, bế mèo Pardo Ferris thì sao? Bế mèo Pardo Ferris thì bà đấy có cây chấn, nhưng mình cũng không thấy là đang lắp đồ gì cả. Cầm top mid Jin Sentang, chưa có, mà đấy chưa có Pates, Caron Pepper. Thôi nếu như mà có Prometheus rồi thì cầm Caron Pepper làm gì? Raven, Mobius chưa có mở khóa. Elysia vật lý thì sao? Đây là hơi chiều Corruption này, rank SS1 thì có 1.306 hoặc có hư thơ tình và full set Elysia G4. Đây chính là cái bộ của hơi chiều Corruption này, tiểu thư F file màu HOC đấy. Đây bạn ấy có cả hơi chiều Human Ego tấn công 1.228, kiệp Ego và full set Elysia Pristine, một Valkyra DPS băng mà đấy đã full gear, rất là đẹp, không thể chê đâu được. Hơi chưa up human, trường tồn với thời gian, một con best DPS băng. Trời ơi, quá đỉnh, quá mạnh. Đến bây giờ nhá, chúng ta vẫn chưa hề có một Valkyra DPS băng nào đỉnh hơn hơi chưa human nhá. Chưa có đúng không? Chưa có luôn, toàn thấy support thôi. Runda thì sao? Runda thì, ui, dàn Runda bạn ấy chưa có. Ok, không sao. Cũng có một vài nhân vật khá là ok rồi. Hơi chưa virus tấn công 1.207, chấn và full set Sele. Full set chấn phái rồi. Được, chấn level 50, một Valkyra support cho team vật lý. Bạn ấy cũng có Susanna rồi. Đấy, nếu như mà sắp tới bạn ấy có ý định cày Slug Home thì cũng khá là ổn. Hoặc là hơi chờ xem tiền sẽ cầm ui, nói chung là
cái team vật lý rất là nhiều cách để mọi người sắp, một là mọi người sắp nhân vật này, thứ hai là mọi người sắp đồ nữa, nó rất là nhiều cách. Đến bây giờ ấy nó không còn quá gò bó. Bây giờ nhá, mình thấy cái team nào là cái team khó sắp team nhất nhỉ? À, cái team mà kiểu nó ít người nhất nhỉ? Như nào ta? Team băng à? Team băng thì chúng ta cũng có triple voucher, à triple support rồi, triple SP, xong rồi team lửa với team điện. Team điện thì cũng có fit, bây giờ cũng có người dùng. Không, bây giờ nick mình vẫn dùng fit mà. Hander, bây giờ chúng ta còn có cả cái gì? Còn có Grisel support cho Luna, sợ thật đấy. Bot tụt máu nha. Đấy là mình nhấn mạnh là bot tụt máu nha. Chứ còn bot T là vẫn cầm Eden nha, chứ không có bot T mà lại cầm bot T cầm Grisel là thấy bà đấy. Chỉ có bot tụt máu của Luna thôi. Giống như kiểu Vin V này hoặc là một số con bot khác. Isacha đối. Tita đấy, để rất là nhiều cách. Team điện cũng thế, team điện có thêm tự nhiên ra một con Valkyria tụt máu, thế là tự nhiên team điện có thêm một con support chứ. Trời ơi, không hiểu. Thế là nói ra cái mỹ bot bot G4 đây lại trời. Vậy là chúng ta sẽ có team lửa. Bây giờ là team lửa đang là cái team nó ít phong phú, chứ mình không có nói nó yếu hay là nó như nào đâu, mà nó ít, quá ít nhân vật. Chúng ta chỉ có đúng một support Ranged là hơi chực chút và một support Ranged là AI hết. Ngoài ra không có cái gì luôn. DPS thì chúng ta có con bé Sirin cũng vừa mới ra. Còn gì đâu. Thế thôi, hơi chờ Flameson với lại Dientura hay là Spinatura thì cũng ra khá là lâu rồi. Tiêm lửa bây giờ đang là hơi đuối so với mặt bằng chung nha. Nhưng không sao, sắp tới mà nó cho thêm mấy con support hoặc là DPS mới hay là kiểu cơ chế mới là khác lên đỉnh ngay. Đấy là mình đang nói đến team lửa nhé, chứ mình không nói đến team chiều hỗ trợ nhé. Team chiều hỗ trợ thì mình lúc nào cũng mặc định là nó sẽ xếp ra một cái team, xếp ra một cái gì? Từ từ. Mình nói nhiều quá, chữ của mình nó nhảy không kịp. Thôi kệ đi, kệ cái team chiều hỗ trợ đi. Đây là hỗ trợ xem tiền này, rank S3 tấn công 1155 khóa vô tổ với lại full sắp Broker Sword. Đấy, sắp tới thì chuẩn bị cho hơi trời xuyên tiền lên SSS thôi. À nhầm, SS thôi. Vân Mặc Đan Tâm, tính ra bây giờ Vân Mặc Đan Tâm cũng chưa thấy được cho free nhé mọi người. Nhưng mà bây giờ mọi người có hơi chục chút rồi thì cầm Vân Mặc Đan Tâm làm gì đúng không? Giả Luna này. Riêng cái giả Luna, à nhầm, giả Teresa thì không có dùng được bất kỳ một nhân vật nào. Chỉ có duy nhất con bé Luna sắp tới thôi. Himiko cũng thế. Himiko cũng cùng chung số phận. Tiếp theo thì là Quẻ Chúa Eden the Star. Ok, đây là Hasubuni này. Hasubuni cũng một thời support băng, nhưng mà bây giờ thì cũng yên nghỉ rồi. Hơi chờ Risen thì sao? S2. Và mình không thấy có sự xuất hiện của Eden the Star với lại Sekulo, và đây đang lắm vùng đất chân lý Khải Huyền với lại Anna. Không ổn nhá, mặc dù là cũng ở mức rank S2 nhưng bạn ấy không nuôi. Tôi thì mới chưa có 400 mấy ngày, thời gian còn rất là nhiều, sau này nuôi sao cũng được. Hơi chụp trước thì 2 trên 8 mà Tạch rết trước rồi, vì là bạn ấy sẽ bị thoạt mất team lửa điện rồi. Hơi trượt Thunder thì bạn ấy cũng không có Thaler Narukami rồi. Kiana thì sao? Dàn Kiana thì cũng có hơi trượt Final DT. Thời công 1208 Chấn và ôi sao lại mid bot Colody này. Vậy là bạn ấy không có gear. Cũng khá là may khi mà roll ra cây chấn. Nếu như không có gear thì bạn ấy có thể lắp cái set G4. G4 của Sirin ấy là khá là ổn. Up lại Sirin được free mà. Tại sao bạn ấy không muốn nuôi nhỉ? Hay là bạn ấy không có hơi chụp trước vì AI cũng chưa có gear cho nên bạn ấy cũng không có muốn nuôi. Mình cũng không biết đâu nha. Hơi chờ Flameshen này. Hơi chờ Flameshen. Ok, chỉ có dược lửa và top mid Murata Himiko kẹp bot. À kẹp bot Colody. tự nhiên không biết nói gì nữa. Trợ chiến bạn ấy có con nhược thủy này, F Elysia, hay sao Kiana, Kaslana và Kuni Project. Cũng có một vài trợ chiến rồi. Kho vũ khí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 cây mới level 50. Bạn ấy thì chưa có đột phá siêu ạ, cho nên là cũng khá là ok. Một set hơn trừ rebirth full, 2 set 3 set 4 5 6 Hander, 7 8 9 Anna, 10 Broken Sword. Bạn ấy chỉ có 10 set full thôi, với lại bạn ấy phân giải hết mấy cái vết thánh lung tung rồi. 10 set full, 400 mấy ngày, đâu để xem nick này còn thiếu gì ta. Chưa được phá siêu ạ, chắc chắn là vẫn là chưa đâu, chưa.
Và đương nhiên là cái dàn chiêu hơi chờ bạn ấy cũng chưa có nữa, hơi chờ Origin. Ố, vừa nãy mình show hơi chờ Origin chưa? Chứ giờ hình như mình quên show. Hơi chờ Origin thì là một Valkyria quốc dân thôi, nhưng mà hình như quốc dân cũng không có ghi hay sao. À đây 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 đây, đó, không có ghi hay chết dở. Đây, banner tiếp tế hoàn trả. Bất kỳ một cái banner tiếp tế hoàn trả nào, tất cả mọi người đều không nên skip nha, vì nó rất là rẻ. Bạn đã có Origin Phone Gear và hơi chờ Flamson. Thôi thì bây giờ những Valkyria nào mà bạn ấy đã có đồ, à có nhân vật nhưng mà chưa có gear, chưa có đồ ấy, thì chuẩn bị roll Phone Gear thôi. Và những nhân vật SP như kiểu là Kira này, hay là AI này, hay là hơi chờ trước này, thì đương nhiên là sẽ cần phải có full đồ thôi. Đó. Còn lại thì bạn ấy nên đầu tư cho team chưa hơi chờ, và sau đó thì bạn ấy hãy đầu tư cho những Valkyria sắp sửa được ra mắt. Ở đây thì bạn ấy chưa có hơi trước này, Sirin này, Dream Weaver này. Đó, đó là mấy nhân vật mà bạn ấy nên nuôi trong thời gian sắp tới. Cái đấy thì tùy thuộc vào cái con đường của bạn ấy chọn thôi. Chứ mình thì mình cũng luôn muốn làm mọi người nên xây dựng một team chẳng hạn team lửa trước, do team lửa, hoặc là mọi người xây dựng team điện, team băng, team vật lý, team nào cũng được. Nhưng mà mọi người nên xây dựng một team đầy đủ chứ, sau đó mới xây dựng nên những cái team khác, như thế thì nó sẽ ổn định hơn. Chiến trường ký ức đâu xem nào. Tuần trước thì bạn xếp hạng uầy đứng thứ 47 toàn server nha. Nhìn như thế mà tay to phết đấy. Hiên Viên Đen 31.893 điểm. Châu Sừng Tấm. Ô cái gì nai sừng tấm chứ làm gì có châu sừng tấm. Châu Gác Bếp 31.360 điểm vậy. Water In Tower 38.144 điểm. Vực Vô Tận lượng tử đã tạp sen đỏ, lượng tử đã tạp sen đỏ. Ok, bạn ấy cầm team CD làm DPS hả? Mà công nhận là đứng thứ 47 toàn server là cũng khá là khủng đấy. Level 70 đến level 80 400 mấy ngày. Mấy lại nick của bạn thì không hề làm một xíu nào luôn. Được. Rất là nể. Sắp tới thì đầu tư thêm một chút, và sau đó thì chúng ta sẽ có rất là nhiều phúc lợi từ phiên bản 7.0 đến phiên bản 7.1. Và ok, mọi người thấy nick của bạn là Kimochi như thế nào thì hãy comment xuống bên dưới để cho mình biết. Và mọi người nhớ đón xem livestream của mình vào cập nhật ngày thứ năm sắp tới này nha. Và mọi người muốn mình có nhu cầu nhờ mình Sonic Sonic cũng có thể rót hộ thì hãy liên lạc vào đường link Facebook giúp mình. Bye bye và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.